Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Nó nghe một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng, hiện tại Như Lai nghĩ nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 2, phẩm 2. Sự tập hợp tất cả các pháp phần 2. Đại Bồ Tát Đại Tuệ Bạch, Bạch Thế Tôn, Sư Thế Tôn dạy cho con các pháp môn phi diệu về tâm ý và ý thức, năm pháp, các tự tánh và các tướng. Đây là pháp môn mà tất cả chư Phật Bồ Tát đều thực hành. Sẽ lìa các hành tướng, vì cảnh giới, ngoại tại, chính tự nơi tâm. Những điều gọi là nghĩa chân thật, những lời dạy tinh yếu của giáo pháp Phật, sẽ được Như Lai thuyết giảng cho chúng Bồ Tát trên núi này về sự tùy thuận của chư Phật quá khứ, về sóng biển tàn thức và cảnh giới của pháp thân. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Đại Tuệ, có bốn lý do làm cho nhãn thức chuyển biến. Bốn lý do ấy là gì? Đó là: một, vì chấp chặt nên không biết từ tâm hiện khởi. Hai, từ thời vô thủy đến nay bị ràng buộc bởi nơi sắc, không thật và tập khí. Ba, bản tánh của thức là như vậy. Bốn, ham thích các hình sắc và vẻ bên ngoài. Này Đại Tuệ, vì bốn lý do này, thức A lại ra như dòng nước lũ, sẽ ra các sóng chuyển thức như nhãn thức đối với tất cả các căn vi trần, các lỗ chân lông, mắt, ví như tấm gương phản chiếu các sắc màu hình ảnh, hoặc sinh ra dần dần, giống như gió mạnh thổi vào biển cả, biển tâm cũng thế. Gió cảnh giới thổi lên các sóng thức liên tục không ngừng. Này Đại Tuệ, nguyên nhân và hành vi tương phản, tương quan nhau, chẳng phải một, chẳng phải khác, nghiệp cùng ngoại tướng ràng buộc dàn dịch với nhau, nó không thể biết rõ tự tánh của hình sắc và năm thức nơi thân vận hành. Này Đại Tuệ, cùng tương ứng với năm thức này, hoặc nhân phân biệt các cảnh tướng khác nhau mà có ý thức sinh, nhưng các thức kia không nghĩ rằng là chúng ta đồng thời làm nhân lẫn nhau, mà đối với cảnh giới hiện ngay nơi tự tâm phân biệt chấp trước, đồng thời phát khởi tướng không sai biệt, đều rõ cảnh của mình. Này Đại Tuệ, các nhà tu hành khi nhập tam muội bằng một chút sức tu tập đã phát sinh mà không tự biết, nên nghĩ rằng ta diệt các thức để vào tam muội, nhưng thực ra họ không dẹp tất cả các thức mà nhập tam muội, do đó không dập tắt được các chủng tử của tập khí, vì không còn nắm vào các cảnh nên gọi là thức diệt. Này Đại Tuệ, hành tướng của tàng thức rất vi tế, ngoại trừ các đức Phật hay các vị Bồ Tát ở các trụ địa, còn tất cả hàng ngoại đạo nhị thừa thì dầu cho có năng lực trí tuệ và thiền định đều không thể biết được. Chỉ có những bậc tu hành mới hiểu đầy đủ những khía cạnh của các Bồ Tát, bằng sự trợ lực của trí tuệ, họ biết rõ tướng các địa, các thông đạt cố nghĩa, nhờ gieo trồng tu tập nhiều thiện căn trong cõi Phật vô biên, không mê lầm với những phân biệt, nên tự tâm có sự nhìn nhận và hiểu biết như vậy. Này Đại Tuệ, những bậc tu hành đó sống ẩn dật trong chốn núi rừng, nỗ lực tu hành hoặc cao hoặc thấp hoặc trung bình, các vị ấy có thể thấy được tự tâm và sự hoạt động của nó, đạt những tam muội, có năng lực thần thông thượng tài để cho Phật làm pháp quán đảnh, và các Bồ Tát vây quanh biết sự vận hành của các cảnh giới tâm ý và ý thức, họ có thể vượt qua biển cả sinh tử của vô minh ái nghiệp. Thế nên các thầy hãy thân cận chư Phật Bồ Tát thật sự tu hành như các bậc đại thiện trí thức. Đức Thế Tôn nói kệ: ví như sóng biển lớn, do gió mạnh khuấy động, sóng vỗ mãi bể bờ, không khi nào ngưng nghỉ. Biển tạng thức thường trú, bị gió cảnh giới động, vô số các sóng thức nhấp nhô mà chuyển sinh. Các màu xanh vàng đỏ, muối sữa mật đường thơm, hoa quả trời trăng sáng, chẳng khác chẳng không khác. Bảy thức liên kết nhau, nên biết cũng như thế, như biển cùng con sóng, tâm không khác với thức. Ví như biển khuấy động, những con sóng nhấp nhô, thức lại da cũng thế, nhiều loại thức sinh ra, tâm ý và ý thức. Vì các tướng nên nói, tám thức tướng không khác, không tướng năng, tướng sở, ví như làn sóng biển, không có gì khác nhau. Các thức tâm cũng thế, không có sự khác nhau. Nghiệp do tâm chất chứa, ý tích tụ rộng nhiều, nhận biết nên gọi thức, tùy cảnh hiện năm thức. Đại Bồ Tát Đại Tuệ dùng kệ câu hỏi, các màu như xanh, đỏ hiện ra thức chúng sinh. Như vậy các hiện tượng, như các hiện tượng sống, vì sao xin Phật dạy? Đức Thế Tôn đáp,
các màu như xanh đỏ, trong sống không khác nhau. Nó khởi nói tâm khởi các tướng, vì khai ngộ phàm phu. Nhưng tâm vốn không khởi, lìa sở thủ tự tâm. Năng thủ và sở thủ phải hiểu như sống kia. Thôn của cả nhà ở hiện nơi thức chúng sinh, thế nên thấy thế này cùng sống không khác nhau. Bồ Tát Đại Tuệ thưa, trạng thái sống biển cả phân biệt sự nhấp nhô, sao trí không nhận biết tàn thức như biển cả, như biển kia. Đức Thế Tôn đáp, như biển lại gia, thức chuyển cùng sóng biển. Vì phàm phu thiếu trí, ví biển để trị bày. Bồ Tát Đại Tuệ thưa, với như mặt trời mọc, đầm chiếu khắp, thấp cao, đèn thế gian cũng thế, nên thật vì kẻ ngu, Phật đã khai thị pháp, sao không nói sự thật? Đức Thế Tôn đáp, nếu sự thật ông nói, sự thật không trong tâm, ví như sóng biển cả, ảnh trong gương, giấc mộng, đồng thời đều hiển hiện, cảnh giới tâm cũng thế, do vì thiếu điều kiện, lần lượt mà chuyển sinh. Chức năng thức nhận biết, chức năng ý phản ảnh, hiển bày ra năm thức, khi định không thiếu lót. Ví như người họa sĩ và học trò ông ta, sắp màu tạo bức tranh, lời ta cũng như thế. Tranh không trong màu sắc, trong bút hay trong vải, để vui lòng chúng sinh tạo bức tranh màu sắc. Ngôn từ thì biến đổi, chân lý vượt ngôn từ. Ta trụ pháp chân thật, dạy cho bậc tu hành. Chân lý pháp tự chứng, vượt năng sợ phân biệt, ta nói đệ tử Phật, không phải vì kẻ ngu. Những hiện hữu như huyễn đều được thấy không được. Những lời dạy như thế thay đổi tùy theo việc. Giáo pháp không phải pháp, nó không nhầm trường hợp, ví như thầy cho thuốc, tùy theo từng căn bệnh. Như là dạy chúng sinh, tùy theo tâm thức họ, đó thế gian nương cậy, lãnh vật trí tự chấn, không phải là cảnh giới của thanh văn ngoại đạo. Này Đại Tuệ, nếu Đại Bồ Tát muốn hiểu trọn vẹn phạm trù của thế giới phân biệt, do chủ thể và đối tượng đều là sự hiển hiện của tự tâm, thì phải tránh xa sự ồn náo, lười mỏi, ngủ nghỉ, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, hãy nỗ lực tu tập, hãy xa lìa và không nghe các sự luận bàn sai lệch của ngoại đạo, và pháp của thanh văn chuyên giác, thông đạt tướng phân biệt của tự tâm. Lại nữa này Đại Tuệ, khi tâm của vị Đại Bồ Tát đã an trú nơi trí tuệ siêu tuyệt, đối với thánh trí cao cả của tam tướng, còn phải tu học tam tướng ấy là gì? Đó là một tướng không hình ảnh, hai nguyện lực gia trì của tất cả chư Phật, ba tự tướng đến sự chứng đạt bởi nhờ thánh trí. Các bậc tu hành đã được các tướng này nên sẽ bỏ sự hiểu biết về tâm, đạt được nhờ trí siêu việt như con lừa què, và nhập vào địa thứ 8 Bồ Tát. Đối với ba tướng này, Bồ Tát cần liên tục tu hành. Này Đại Tuệ, tướng vô tướng có được khi tất cả tướng của hàng ngoại đạo thanh văn duyên giác được quán triệt chặt chẽ, tướng nguyện lực gia trì được sinh khởi với bản nguyện tự thân, được chư Phật gia hộ, tướng tự chứng của thánh trí được sinh khởi do không chấp vào tướng của tất cả pháp, thành tựu các tam muội, nhìn thế giới như ảo ảnh, thân tiến đến trí của Phật địa. Này đệ tử, đây là ba tướng của thánh trí cao thượng. Nếu ai đạt được tướng này, tức là đạt đến trạng thái từ chứng của thánh trí, thầy và các Đại Bồ Tát nên nỗ lực tu học. Bây giờ Đại Bồ Tát Đại Tuệ biết những gì đang diễn tiến trong tâm tư, ý nghĩa của các Bồ Tát và đương sức oai thần của tất cả các Đức Phật, nên bạch của xin Thế Tôn dạy cho con pháp môn tự tánh của thánh trí. Y theo đó mà phân làm 108 câu, điều mà tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác vì các Đại Bồ Tát rơi vào tướng nhìn sự vật một cách tổng quát nên dạy rõ nghĩa môn sai biệt và bản chất là phẩm chấp. Biết rõ ý nghĩa này, các vị Đại Bồ Tát làm thanh tịnh cả hai vô ngã, tự soi sáng về các địa, vượt khỏi cái hỷ lạc thiền định của ngoại đạo và thanh văn duyên giác, đạt được cảnh giới hành trang bất khả tư nghị của các đức Như Lai, rốt ráo xả ly tự tánh của năm pháp, được tất cả trí tuệ pháp thân Phật để tự trang nghiêm, và đi vào cảnh giới cảnh như huyền ảo mà trú tất cả cõi trời đấu xuất, trời sẽ cứu cánh thành thân Như Lai. Đức Phật nói, này Đại Tuệ, có một loại ngoại đạo
có quan điểm rằng tất cả các pháp tùy theo nhân mà đoạn tận, nên sinh kiến giải phân biệt như ý nghĩ, không có sừng thọ kiến sinh kiến chấp ấy, cho là không có sừng thọ. Cho tất cả các pháp cũng như thế, đã có những kẻ khác do thấy những khác biệt của các pháp về hình tướng, trọng lượng, vị trí mà vọng chấp các pháp, mà mỗi sai biệt sinh kiến chấp cho là không có sừng thỏ và nghĩ rằng phải có sừng trâu. Này đại tuệ, những kẻ ấy rơi vào nhị kiến, không hiểu rõ là chỉ có tâm mà thôi, nhưng đối với tự tâm lại tăng thêm sự phân biệt. Này đại tuệ, thân thể, tài sản, vật chất ở thế gian, tất cả chỉ hiện hữu bởi tâm phân biệt. Này đại tuệ, nếu biết sừng thỏ không phải có, cũng không phải không có, không nên có sự phân biệt nào giữa các pháp. Vì sao? Sừng thỏ xa lìa nơi có và không, chúng làm nhân đối đại lẫn nhau. Phân tích về sừng trâu cho đến bụi trần, đi tìm thể tướng của nó cũng không thể được, bởi vì sự hoạt động của thánh trí đã chứng đạt thì xa lìa kiến chấp kia. Vì thế ở đây không nên phân biệt. Bây giờ Đại Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, phải chăng vì họ dựa vào vọng kiến để khởi các tướng mà so sánh đối đãi, tính toán là không phải không? Đức Thế Tôn nói: Không vì sự phân biệt mà khởi tướng đối đãi, nên bảo là không. Vì sao? Vì có sự phân biệt mà sinh ra nguyên nhân, do phân biệt cái sừng làm chỗ sở y, chỗ sở y làm nhân xê liệt khởi sự khác và không khác. Chứ phải do tướng đối đại mà hiển bày sừng thỏ là không. Này đại tuệ, nếu sự phân biệt này là khác với sừng thỏ thì chẳng phải là nhân nó khác sừng, chứ không khác thì nhân kia sinh khởi. Này đại tuệ, phân tích sừng trâu cho đến phân tử cực nhỏ là điều không thể được, nó khác với có sừng nên nói là không có sừng. Phân biệt như vậy chắc chắn là phi lý, khi cả hai thứ đều không có sư thứ nào. Sừng thỏ và sừng trâu là hiện hữu thì liên hệ vào đâu mà thành tựu? Vì thế có lập luận cho rằng sừng thỏ là không, không nên phân biệt vì không có nguyên nhân chính. Có người lập luận về hữu vô, chấp có và chấp không, cả hai đều không thành tựu. Này đại tuệ, là có những ngoại đạo mắc phải quan điểm sai lầm, chấp trước vào những ý niệm như thấy màu sắc, hình trạng, hư không, cho rằng sắc khác với hư không và khởi ra sự phân biệt. Này đại tuệ, vì hư không nhập vào hình sắc nên hình sắc là hư không. Này đại tuệ, sắc là hư không, để thiết lập tính chất năng trì và sở trì nên chia làm hai, hư không và sắc. Hãy hiểu như vậy. Này đại tuệ, khi các đại chúng tạo ra thì chúng khác biệt nhau, không trụ trong hư không, và hư không không phải không hiện hữu trong chúng. Này đại tuệ, sừng thọ cũng thế, do đối đại với sừng trâu mà nói sừng ấy không có. Này đại tuệ, phân tích sừng trâu cho đến các vi trần, rồi lại phân tích vi trần ấy nữa thì tướng ấy không hiện. Vậy nó dựa vào đâu mà nói là không? Nếu dựa vào vật khác thì vật khác cũng như thế. Này đại tuệ, ông nên xả bỏ các quan điểm và phân biệt liên hệ đến sừng thỏ, sừng trâu, đến hư không và hình sắc. Ông và các Bồ Tát hãy luôn quan sát về tướng phân biệt mà các ông thấy từ chính tâm mình. Ở nơi tất cả cõi nước thì các Phật tử thể hiện pháp tu hành của tụi tâm. Đức Thế Tôn nói kệ: Thấy của tâm không có, chỉ nương tâm mà khởi, hình ảnh dựa vào thân hiện tàn thức chúng sinh, tâm ý cùng ý thức, tự tánh và năm pháp, hai vô ngã thanh tịnh, các đạo sư diễn thuyết dài ngắn cùng đối đãi, lần lượt khổ tương sinh, nhờ nơi hữu thành vô, nhân nơi vô thành hữu. Phân tích đến phi trần chẳng phân biệt sắc nào, chỉ tâm được kiến lập, kể tà kiến không tin, không thuộc chỗ ngoại đạo hay lĩnh vực thanh văn. Đấng cứu thế đại dạy mở con đường tự chứng. Bây giờ Đại Bồ Tát Đại Tuệ lại thỉnh vấn Đức Thế Tôn về sự tẩy sạch dòng tâm hiện tại. Bạch Thế Tôn, là thế nào để tẩy sạch dòng tâm hiện tại của các chúng sinh?
sự tẩy sạch ấy là ngay tức khắc hay dần dần? Đức Phật bảo đại tuệ, tâm được tẩy sạch dần dần chứ không phải được tẩy sạch ngay tức khắc, như trái xoài chín dần dần chứ không phải chín ngay tức khắc. Cũng thế chư Phật Như Lai tẩy sạch dần tâm hiện tại cho các chúng sinh là dần dần chứ không phải ngay tức khắc. Như người thợ gốm làm ra các vật dụng là làm dần dần chứ không phải ngay tức khắc. Cũng thế chư Phật Như Lai tẩy sạch dần tâm hiện tại cho các chúng sinh là tẩy sạch dần dần chứ không phải tẩy sạch ngay tức khắc. Ví như mặt đất sinh ra các loài cỏ cây, cây cỏ mọc dần dần chứ không phải mọc ngay một lúc. Cũng thế chư Phật Như Lai tẩy sạch dòng tâm hiện tại cho các chúng sinh là tẩy sạch dần dần chứ không phải tẩy sạch ngay tức khắc. Này đại tuệ, ví như người học âm nhạc, vẽ họa và các môn kỹ thuật khác dần dần thành tựu chứ không phải đạt ngay. Cũng thế chư Phật Như Lai tẩy sạch dòng tâm hiện tại cho các chúng sinh là tẩy sạch dần dần chứ không phải tẩy sạch ngay tức khắc. Ví như tấm gương phản chiếu ngay tức khắc và không phân biệt các hình tượng, cũng thế Như Lai tẩy sạch dòng tâm hiện tại cho các chúng sinh là ngay tức khắc, làm cho chúng sinh thoát khỏi sự phân biệt và đưa chúng sinh đến những trạng thái vô tướng như mặt trời mặt trăng cùng chiếu, cùng lúc chiếu khắp tất cả hình sắc cảnh tượng. Cùng thế chư Phật Như Lai tẩy sạch những tập khí lỗi lầm từ tâm của các chúng sinh, Như Lai khai thị ngay tức khắc cho chúng sinh thấy cảnh giới trạng thái nghĩa bàn thuộc về trí tuệ. Ví như thức A Lại Gia tạo ngay tức khắc tất cả thế giới của thân thể, tài sản, đất nước, cũng thế Đức Phật ngay tức khắc giáo hóa thành tựu tất cả chúng sinh và cõi trời sẽ cố gắng làm cho họ tu hành các hạnh. Ví như Đức Phật pháp tánh phóng hào quang chiếu sáng từ Phật báo thân cho đến Phật hóa thân, từ chứng thánh cảnh, cũng thế pháp tướng hiện ngay tức khắc tỏa chiếu làm cho xả lìa tất cả tà kiến và hữu và vô. Lại nữa này đại tuệ, pháp tánh sở lưu Đức Phật dạy về tự tướng và cộng tướng của các pháp, vì các pháp nhân duyên tập khí hiện chính tự tâm, do sự không nhận biết mà chấp tướng của nhân làm cho bị ràng buộc vào những việc hư huyễn đều là tánh vô thường. Như các chúng sinh chấp trước vào những huyễn ảo mà cho là thật đều là không thể được. Này đại tuệ, những suy tưởng hư ngụy chấp trước từ tánh duyên khởi thì từ tánh khởi. Này đại tuệ, ví như nhà ảo thuật dùng sức huyễn thuật dựa vào cỏ cây, ngói đá mà là ảo thuật, tạo ra bao nhiêu là màu sắc hình tướng của chúng sinh, làm cho mọi người trông thấy phân biệt một cách đa dạng và không chân thật. Này đại tuệ, cũng vậy do chấp chặt cảnh giới cho nên sức tập khí ở trong tánh duyên khởi có tánh vọng chấp hiện ra các tướng, đây gọi là vọng chấp tánh sinh. Này đại tuệ, đó là pháp tánh sở lưu Phật nói về tướng của các pháp. Này đại tuệ, Đức Phật pháp tánh là thiết lập trạng thái cao vời của trí tuệ tự chứng, vượt khỏi tướng của tự tánh của tâm. Này đại tuệ, điều mà Đức Phật ứng hóa thuyết giảng là pháp ứng thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, uẩn xứ giới, các giải thoát, các thức và các thức mà chúng vận hành. Đức Phật kiến lập sự sai biệt, vượt ra ngoài mọi hình tướng siêu việt hằng vô sắc. Này đại tuệ, Đức Phật pháp tánh tự tại với các duyên, xa lìa tất cả sở duyên, tất cả sự tạo tác, các tướng căn lượng, không thuộc vào thế giới phàm phu, hàng tâm văn chuyên giác và các ngoại đạo, chấp chặt các ý niệm về ngã tướng. Vì thế này đại tuệ, ông hãy nỗ lực tu học theo con đường cao cả và đến trí tuệ tự chứng của bậc thánh. Ông hãy xa lìa những kiến giải của thế giới bên ngoài, cách biệt với tự tâm. Này đại tuệ, tinh văn thường có hai tướng khác nhau, đó là trạng thái tuyệt diệu các vời của sự tự chứng thánh trí và trạng thái chấp chặt vào tự tánh phân biệt. Thế nào là trạng thái tuyệt diệu các vời của sự tự chứng thánh trí? Đây là cái thấy minh triết về khổ không vô thường vô ngã, thuộc thế giới chân lý, thoát khỏi phiền não cho nên đạt được tịch diệt đối với các uẩn xứ giới hoặc tự tánh hoặc tổng quát và ngoại cả tánh không hoại diệt. Vì biết rõ chân lý nên tâm trú nơi một cảnh, tức là trú nơi một cảnh nên đạt được đạo quả thiền định giải thoát tam muội và được xuất ly trú cảnh giới an lạc và tự chứng thánh trí. Nhưng trong đó chưa loại bỏ tập khí và chưa thoát khỏi sự chết biến dịch không thể nghĩ bàn, đây là trạng thái cảnh giới tự chứng thánh trí của tâm văn thường. Các đại bồ tát cũng đắc cảnh giới thánh trí này, nhưng vì thương xót chúng sinh nên luôn giữ bản nguyện không chứng môn tịch diệt và hỷ lạc của tam muội. Các đại bồ tát không nên tu học và ở trong trạng thái an lạc tự chứng thánh trí này của hàng tam văn. Này đại tuệ, thế nào là sự chấp trước vào tướng
từ tánh sinh khởi từ phân biệt. Khi một người thấy rằng các tính chất như cứng, ẩm, nóng, động, xanh, vàng, đỏ, trắng, như pháp ấy không sinh, do người tạo tác nhưng dựa vào giáo lý mà thấy được tự tướng là cộng tướng, nên phân biệt chấp trước. Đây gọi là tướng chấp trước vào sự phân biệt của hàng thanh văn. Đại Bồ Tát khi biết được pháp này như thế nào thì hãy từ bỏ nó đi, phù hợp với pháp vô ngã và trừ những kiến giả sai lầm về sự vô ngã của con người, để dần trụ nơi các địa của Bậc Thánh. Bây giờ Đại Bồ Tát này tuệ bạch và theo tôn như Đức Như Lai đã dạy cảnh giới đệ nhất nghĩa cho thánh trí tự chứng, thì chẳng thể nghĩ bàn, đồng với tác giả không thể nghĩ bàn, do ngoại đạo nói là thường hằng, có đúng hay không? Đức Phật đáp này đại tuệ, sự thường hằng chẳng thể nghĩ bàn, mà hàng ngoại đạo đã định tánh cho đấng sáng tạo của họ là không chính xác. Vì sao? Vì sự thường hằng bất biến chẳng thể nghĩ bàn của hàng ngoại đạo không phù hợp với tự tướng nguyên nhân, cho nên không tồn tại được. Vì tự tướng nguyên nhân không tồn tại thì làm sao hiện thị được sự thường hằng chẳng thể nghĩ bàn? Này đại tuệ, điều mà hàng ngoại đạo đã tuyên bố về thường hằng bất khả tư nghi, nếu phù hợp với tự tướng của nguyên nhân thì nó có thể là thường hằng. Nhưng ý tưởng về một đấng sáng tạo là tướng của nguyên nhân cho nên không thể là thường hằng, không thể nghĩ bàn. Này đại tuệ, chân lý đệ nhất nghĩa của ta là thường hằng bất khả tư nghi, vì nó phù hợp với tướng nguyên nhân đệ nhất nghĩa và vượt ra ngoài hữu vô, vì đó là tướng sở hành của thánh trí tự chứng, nên nó có tướng riêng của nó. Vì nó là trí tuệ đệ nhất nghĩa nên nó có nguyên nhân của nó, nó tách rời hữu và vô nên không có đấng sáng tạo. Như hư không là pháp niết bàn tịch diệt nên nó thường hằng bất khả tư nghi, cho nên ta nói nó không giống sự thường hằng chẳng thể nghĩ bàn mà hàng ngoại đạo đã tranh luận. Là đại tuệ, sự thường hằng chẳng thể nghĩ bàn này là chân lý được thể nghiệm tự chứng bằng tánh trí của Như Lai, thế nên Bồ Tát hãy nỗ lực tu học. Và này đại tuệ, sự thường hằng chẳng thể nghĩ bàn của ngoại đạo không được xác định là thường hằng, vì nó có một nguyên nhân không phải là thường. Điều họ cho là thường hằng thì tự tướng của nó không có năng lực. Này đại tuệ, nếu ngoại đạo cho rằng thường hằng chẳng thể nghĩ bàn của họ khác với pháp hữu, rồi trở lại vô là vô thường và sinh với tánh biết là thường, ta cũng cho rằng pháp tạo tác là có, rồi trở lại không và vô thường. Đã không có nguyên nhân nên thuyết này là thường hằng. Này đại tuệ, nếu sự thường hằng chẳng thể nghĩ bàn của hàng ngoại đạo phù hợp với tướng nhân như vậy là không có, như là sừng thỏ. Này đại tuệ, thường hằng chẳng thể nghĩ bàn của họ chỉ là sự phân biệt ngôn từ và hữu. Vì sao? Nguyên nhân đó đều là sừng thỏ vì không có nhân tự tướng. Này đại tuệ, sự thường hằng chẳng thể nghĩ bàn của ta là có tướng nguyên nhân tự chứng, vì đó không ngoài pháp hữu, rồi trở lại vô và vô thường là nguyên nhân. Ngoài đạo ngược lại pháp này, tự tướng về nhân của sự thường hằng chẳng thể nghĩ bàn này thì hàng ngoại đạo không thể biết, vì họ ở ngoài trạng thái tự chứng trí của Bậc Thánh, cho nên vấn đề họ nêu ra là không đúng. Này đại tuệ, các thanh văn vì sợ khổ đau do phân biệt sinh tử mà tìm cầu niết bàn, và không biết rằng sinh tử và niết bàn tướng không sai khác, tất cả đều do vọng tưởng phân biệt mà có. Vì không thật có nên vọng chấp cho rằng sẽ đạt được niết bàn sau khi đoạn diệt các căn và ngoại cảnh của chúng. Họ không biết rằng đạt niết bàn tức là thức a lại gia, chuyển sở y cảnh giới của trí tự chứng. Kẻ ngu si nói có tam thừa mà không nói rằng chỉ có tâm chứ không có cảnh giới. Này đại tuệ, những ai không hiểu lời dạy của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai về cảnh giới của tự tâm, họ còn chấp rằng cảnh giới ngoài tâm, cho nên mãi trôi lăn theo bánh xe sinh tử. Này đại tuệ, các đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều dạy tất cả pháp không sinh. Vì sao? Vì không có thật tánh mà chỉ là sự biểu hiện của tự tâm.
ly hữu nên không sinh, như sừng thỏ ngựa, mà kẻ phàm phu ngu si vọng chấp. Đây thuộc lãnh vực của tự chứng thánh trí đạt được, chứ chẳng phải lãnh vực phân biệt nhị biên của những người ngu muội. Thân thể, tài sản, vật chất ở thế gian, tất cả đều là ảnh tượng của tàn thức cùng hiện, mà cái phàm phu ngu muội chấp làm hai loại năng và sở. Họ bị rơi vào kiến giả nhị biên, trụ và diệt, từ đó phát ra vọng tưởng phân biệt hữu phi hữu. Này đại tuệ, hãy nỗ lực tu tập về nghĩa lý này. Lần nữa, này đại tuệ, có năm tánh, đó là: một, nhóm thanh văn thừa; hai, nhóm duy giác thừa; ba, nhóm như lai thừa; bốn, nhóm bất định; năm, nhóm vô trí. Này đại tuệ, làm sao biết được nhóm người thuộc chủng tánh thanh văn thừa? Có người nào nghe về tự tướng cộng tướng của uẩn xứ giới, nếu biết, nếu chứng, còn toàn thân sờ tóc gáy, họ hân hoan vui mừng tụ tập. Đối với tướng duyên khởi, họ không thích quán sát. Những người như vậy nên biết họ thuộc nhóm thanh văn thừa. Khi đã có tri kiến do chứng về thừa của chính họ rồi, đối với địa thứ năm hay thứ sáu, họ đoạn trừ được các sự phiền não, nhưng không đoạn trừ được tập khí phiền não do trụ nơi cái chết chẳng thể nghĩ bàn. Họ đóng lên tiếng đóng sư tử: sự sống của ta đã được đoạn tận, phạm hạnh của ta đã thành tựu, những việc cần làm ta đã làm xong, không thọ thân đời sau. Họ tu tập về nhân vô ngã, cho đến ngay trong đời này họ đạt được niết bàn. Này đại tuệ, có những chúng sinh cầu chứng niết bàn, cho rằng đại hiểu biết già ngã, nhân chúng sinh, người nối giữa, người giữ lấy. Họ tìm cầu niết bàn trong các pháp ấy. Và có người nói rằng họ thấy tất cả pháp nhân tạo tác nên có, đây là niết bàn. Này đại tuệ, những người đó không được giải thoát do chưa thâm nhập được pháp vô ngã. Đây thuộc về hàng thanh văn thừa và ngoại đạo, đối với giải thoát mà tưởng là giải thoát. Thế nên thầy hãy nỗ lực tu tập để thoát khỏi kiến giải sai lầm này. Này đại tuệ, làm sao biết rõ đó là nhóm duyên giác thừa? Nghĩa là khi nghe nói về pháp duyên giác thừa thì hoàn toàn thân họ đổi da gà, nước mắt tuôn trào. Họ cách ly được những gì liên hệ đến sự ồn ào, không bị đám nhiễm buộc ràng. Có người khi nghe Phật dạy về sự biến hóa thần thông, hoặc tụ hoặc tán, phân thân hiện ra đa dạng nên họ tin nhận hoàn toàn. Vì biết những người này thuộc nhóm duyên giác thừa nên giảng nói cho họ pháp duyên giác thừa. Này đại tuệ, ba khía cạnh có thể phân biệt được nhóm duyên, nhóm như lai thừa, đó là: một, tự tánh pháp không tự tánh; hai, nội thân tự chứng pháp thanh trí; ba, pháp rộng lớn của các cõi Phật bên ngoài. Này đại tuệ, có chúng sinh nào nghe nói về một pháp này mà những điều ở trong tâm hiện như thân thể, tài sản đều là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn của Thức A Lại Gia Kiến Lập, mà không sợ hãi, không khiếp sợ, nên biết đó là tính chất như lai thừa. Này đại tuệ, nhớ bất định nghĩa là khi nghe nói về ba pháp kia, từ theo đó mà tin hiểu và tu học theo. Này đại tuệ, vì bậc trì địa thứ nhất mà nói cảnh các chủng tánh, muốn làm cho họ bước vào địa không ảnh tượng, nên tạo ra sự kiến lập này. Này đại tuệ, vì thanh văn nào trú nơi tam muội an lạc, hoặc chứng biết bên trong của A Lại Gia, nhận thức pháp vô ngã, tẩy sạch tập khí phiền não, cuối cùng sẽ đạt được thân Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: quả dị lưu nhất lai, bất lai A La Hán, những bậc thánh nhân này tâm họ vẫn còn mê. Ta lập pháp ba thừa, nhất thừa và phi thừa, cho phàm phu ích trí, bậc thánh ưa vắng lặng. Pháp môn đại nhất nghĩa tách rời hai chấp thủ, trụ cảnh giới vô tướng, lập ba thừa làm chi? Các thiền già vô lượng, vô sắc tam ma đề, cho đến diệt thọ tưởng, không tìm thấy duy tâm. Và này đại tuệ, tại sao hạng nhất thiên đề đối với giải thoát họ không ham muốn? Này đại tuệ, vì họ sẽ bỏ tất cả thiện căn, và họ phát khởi nguyện vọng chúng sinh từ vô thủy. Sẽ bỏ tất cả thiện căn là thế nào? Nghĩa là họ bị bán Bồ Tát thành, tôi không tùy thuận kinh điển, không điều phục giải thoát. Khi nói như vậy, họ đã phá bỏ hoàn toàn thiện căn,
sẽ không nhập niết bàn. Thế nào là phát nguyện về chúng sinh từ vô thủy? Có những vị Bồ Tát với bản nguyện phương tiện nguyện cho tất cả chúng sinh được nhập niết bàn. Nếu còn một chúng sinh nào chưa nhập niết bàn thì ta không bao giờ nhập niết bàn. Vì lý do này mà họ trú nơi con đường nhất thiện đà, đây là tướng của nhóm không niết bàn. Bồ Tát Đại Tuệ thưa Bạch Thế Tôn, vậy thì ai không bao giờ nhập niết bàn? Đức Phật nói, là Đại Tuệ Bồ Tát nhất thiện đà đó biết tất cả pháp chính trong niết bàn ngay từ lúc đầu, nơi cuối cùng không nhập niết bàn và chẳng sẽ bỏ thiện căn. Vì sao vị nhất thiện đà ấy đã xả bỏ thiện căn? Là do oai lực của Phật, hoặc có lúc thiện căn sinh khởi. Vì sao? Vì Phật không xả bỏ tất cả chúng sinh bao giờ, thế nên Bồ Tát nhất thiện đà không nhập niết bàn. Nơi Đại Tuệ Đại Bồ Tát phải khéo biết ba tướng tự tánh. Thế nào là ba tướng? Một, tự tánh phân biệt sai lầm. Hai, tự tánh duyên khởi. Thì ba, tự tánh duyên thành. Nơi Đại Tuệ tự tánh phân biệt sai lầm, từ tướng sinh ra. Thế nào là sinh ra từ tướng? Nghĩa là y theo duyên khởi sự tướng hiển hiện theo nhiều cảnh khác nhau nên sinh chấp trước. Là Đại Tuệ chấp trước về sự tướng có hai cách sinh ra tính chất phân biệt sai lầm mà chưa Như Lai đã giảng nói về từ tướng sai lầm và chấp tướng, gọi là danh tướng và kế trước tướng. Là Đại Tuệ sự chấp vào các tướng, nghĩa là bị ràng buộc vào các pháp bên trong và bên ngoài, sự chấp vào tướng của các tướng. Tức là chấp vào các pháp bên trong và bên ngoài, chấp vào tướng chung và tướng riêng. Đây gọi là hai loại chấp trước về sự phân biệt sai lầm về tướng của tự tánh. Này Đại Tuệ, từ sở y, sở duyên và duyên khởi là tánh của duyên khởi. Thế nào là viên thành tự tánh? Nghĩa là xa lìa danh tướng, tự tướng và tất cả sự phân biệt. Tự tướng tánh trí là thật tánh của cho như. Này Đại Tuệ, đây là tâm viên thành tự tánh của Như Lai Tạng. Đức Thế Tôn nói kệ danh tướng phân biệt hai tướng tự tánh chánh trí cho như thuộc tánh viên thành. Này Đại Tuệ, đây gọi là pháp môn quán sát năm pháp tướng tự tánh tạo nên cảnh giới tự chứng thánh trí. Ông và các Bồ Tát hãy nên nỗ lực tu học. Này Đại Tuệ, để Bồ Tát hãy khéo quan sát tướng của hai pháp vô ngã. Hai pháp đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Này Đại Tuệ, thế nào là nhân vô ngã? Đó là uẩn xứ giới không có gì, thuộc ngã và ngã sở, không biết rằng sự sinh khởi của ái nghiệp nơi nhãn thức sinh ra rồi nắm giữ nơi sắc mà sinh ra phân biệt. Lại nữa, thân và khí thế giới được thấy bằng từ tâm đều là sự hiển hiện của tàng thức. Chúng tồn tại hay biến hoại liên tục trong từng sát na, giống như dòng sông, như hạt giống, như ánh lửa ngọn đèn, như gió lốc, như áng mây, như con khỉ nhảy nhót không chịu ngồi yên, như con ruồi thích bay vào nơi nhơ nhớp, như ngọn lửa mà không biết nhớp chán nhàm. Tập khí giả dối từ vô thủy là nguyên nhân nghiệp lưu chuyển trong các nẻo đường không ngưng nghỉ, như bánh xe kéo nước, mang dù thân thể và sắc thân, oai nghi đi đứng khác nhau. Với do năng lực của thần chủ làm cho tử thi biết đi, cũng như người vỗ giờ máy mà vận động. À, đối với những hiện tượng này mà biết rõ tướng của nó thì gọi là trí tuệ về nhân vô ngã. Này Đại Tuệ, thế nào là trí pháp vô ngã? Nghĩa là biết uẩn xứ giới là bản chất phân biệt sai lầm. Uẩn xứ giới không thuộc ngã và ngã sở, đó chỉ là sự tiếp tục của thác ái và nghiệp hộ tương ràng buộc nhau mà không có người tạo tác tại chúng. Cái uẩn cũng vậy, không có tướng chung hay tướng riêng. Cái phàm phu phân biệt giả dối sai lầm nên hiện ra các tướng. Còn người trí thì không như vậy. Quan sát tất cả các pháp như vậy đều không có tâm, ý và ý thức. Năm pháp và hai tự tánh. Đây gọi là Đại Bồ Tát hiểu rõ pháp vô ngã. Nếu Bồ Tát hiểu đúng về cảnh giới vô ngã này, hiểu rõ tướng các địa, tức nhập vào sơ địa, Bồ Tát sẽ sinh tâm hoan hỷ, dần dần theo trình tự đạt đến thiện tuệ địa, cho đến pháp văn địa, những việc cần làm đều đã hoàn tất. Rồi nơi các địa này, Bồ Tát sẽ có hoa sen lớn, được trang hoàng bằng các châu báu. Ở trên hoa báu này có cung điện báu, dạng giống như hoa sen, Bồ Tát ngồi trên hoa sen đó, tu tập thành tựu pháp môn tự tánh cảnh giới huyễn, được các Bồ Tát đồng hành lần lượt vây quanh. Tất cả các Đức Như Lai nơi các cõi nước đều đưa cánh tay làm pháp quán đảnh cho Bồ Tát, như vương tử của Vô Luân Thánh Vương. Các vị ấy sẽ vượt khỏi Bồ Tát địa, cuối cùng đạt
pháp tự chứng thành tựu pháp thân tự tại của Như Lai. Nay đại tuệ đây gọi là tướng, thấy tướng vô ngã của pháp các pháp. Thầy và các Bồ Tát hãy gọi là tu học. Bây giờ đại Bồ Tát đại tuệ bạch Phật: Bà Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con việc đạo giận hay bác bỏ, làm cho con cùng các Bồ Tát thoát khỏi những kiến nhã sai lầm và chống đạt tuệ giác vô thượng. Khi đã chứng ngộ rồi, các Bồ Tát sẽ xa lìa những kiến lập hay bác bỏ về đoạn kiến, làm cho không sinh tâm phỉ báng đối với chánh pháp. Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của Bồ Tát đại tuệ liền nói kệ: Chỗ trú thân tài sản là ảnh tượng nơi tâm, kẻ ngu si không hiểu, xin xác nhận bác bỏ. Hiện tượng ấy do tâm, rời tâm không gì có. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn lập lại ý nghĩa câu kệ nên bẩm đại tuệ: Có bốn loại không có kiến lập. Bốn điều đó là gì? Một, không có tướng kiến lập tướng. Hai, không có kiến kiến lập kiến. Ba, không có nhân và kiến lập nhân. Bốn, không có tánh và kiến lập tánh. Này là tội bác bỏ, nghĩa là đối với pháp được kiến lập do những ác kiến tìm cầu không thể đạt, do quán sát bất thiện liền xin bác bỏ. Đây là kiến lập tướng phỉ báng. Này đại tuệ, thế nào là không có tướng kiến lập tướng? Nghĩa là đối với tướng riêng và tướng chung của ẩn xứ giới vốn không có sở hữu mà sinh ra chấp trước, cho rằng chúng đúng như thế này chứ không như thế khác. Từ phân biệt này sinh ra những tập khí xấu từ vô thủy. Đây gọi là không có tướng kiến lập tướng. Thế nào gọi là không có kiến kiến lập kiến? Nghĩa là đối với các ẩn xứ giới kiến lập về những kiến như ngã nhân chúng sinh, đây gọi là không có kiến kiến lập kiến. Thế nào gọi là không có nhân kiến lập nguyên nhân? Nghĩa là đối với trước thức đầu tiên không có nhân sinh ra, thức đầu tiên ấy vốn là không, sau đó mất sắc minh niệm làm nhân duyên, làm nhân như huyễn, sinh ra nên có rồi lại diệt. Đây gọi là không có nhân mà kiến lập nhân. Thế nào gọi là không có tánh kiến lập tánh? Đối với hư vô niết bàn chẳng thuộc về gì, không có tánh tạo tác mà chấp trước kiến lập. Này đại tuệ, tách rời tánh chẳng phải tánh này, sẽ là tất cả các pháp đối với hữu vô như sừng thỏ ngựa hoa đốm, đây gọi là không có tánh kiến lập tánh. Này đại tuệ, kiến lập phỉ báng đều do phàm phu ngu muội không hiểu rõ, chỉ do tâm nên sinh phân biệt, chứ phải là các bậc thánh. Vì thế các thầy hãy nỗ lực quan sát và xa lìa kiến chấp này. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát biết rõ bản chất của tâm, ý, ý thức, tự tánh của năm pháp, tướng của hai pháp vô ngã. Vì chúng sinh nên hiện vô số thân, như đưa vào duyên khởi, sinh ra tánh chấp trước sai lầm, cũng như viên ngọc hiện ra màu sắc tùy theo tâm. Vào khắp hội chúng của Phật đã nghe Phật giảng thuyết về các pháp như mộng, như huyễn, như bóng, như ảnh trong gương, như trăng trong nước, xa lìa, sinh diệt, do đến thường hằng hay đoạn mất, không trụ nơi đường thanh văn hay bích chi Phật. Các vị nghe xong đạt được vô lượng trăm ngàn ức na do tha tam muội, được tam muội này họ đi khắp các cõi Phật cúng dường chư Phật, sẽ lên các cõi trời, sẽ như tam bảo thể hiện thân Phật. Cái Bồ Tát này thuyết giảng cho các thanh văn và đại chúng Bồ Tát được cảnh giới bên ngoài đều do tâm tạo, làm cho họ thoát khỏi những chấp là hữu hay vô. Đức Thế Tôn nói kệ: Phật tử nên thấy rõ thế gian chính là tâm, thể hiện vô số thân tạo tác không chướng ngại, sức thần thông tự tại được thành tựu tất cả. Bồ Tát đại tuệ lại thỉnh hỏi Đức Thế Tôn: Sư Thế Tôn dạy cho con biết thế nào là tướng của tất cả pháp đều không là, không sinh, không hai, không tự tánh.
Con và các Bồ Tát hiểu rõ được tướng này sẽ xa lìa sự phân biệt về hữu và vô và chóng đạt đến tuệ giác vô thượng. Đức Phật bảo hãy lắng nghe, là đại tuệ không chính là cứu nghĩa của tánh vọng chấp. Là đại tuệ, vì chấp trước từ tánh hư vọng cho nên ta phải nói về không, tức là không sinh, không hai, không tự tánh. Là đại tuệ, tóm lại tánh không có 7 loại: 1. Tướng không, 2. Tự tánh không, 3. Diệu hành không, 4. Hành không, 5. Tất cả pháp không thể nói không, 6. Đệ nhất nghĩa thánh trí đại không, 7. Bị không. Không của tướng là gì? Đó là không của tự tướng và cộng tướng tất cả các pháp, quan hệ tích tập và tương hỗ tương lẫn nhau, phân tích và quan sát kỹ thì chúng vô sở hữu. Thế nên ý niệm về tự ngã, tha nhân và cộng tướng đều không sinh. Tự tướng và cộng tướng không sinh cũng không trụ, nên gọi là không của tự tướng của tất cả các pháp. Thế nào là không của tự tánh? Đó là tất cả pháp tự tánh không sinh, cho nên gọi là không của tự tánh. Không của vô hành là gì? Đó là các uẩn xưa nay chính là niết bàn, không có các hành nào. Đây gọi là không của vô hành. Không của hành là gì? Đó là các uẩn do nghiệp và nhân hòa hợp sinh khởi liền ngã và ngã sở, gọi là không của hành. Thế nào là không của tất cả pháp không thể nói? Đó là bản chất của tất cả pháp tự tánh hư vọng không thể nói được, cho nên gọi là pháp không thể nói không. Thế nào là đại không của đệ nhất nghĩa thánh trí? Đó là khi từ chứng thánh trí thoát khỏi tất cả tập khí lỗi lầm của các kiến, nên gọi là đại không đệ nhất nghĩa thánh trí. Không của bỉ là gì? Nghĩa là ở đây thì không có kia, nên gọi là không của bỉ. Ví dụ giảng đường của tinh xá lộc mẫu không có voi ngựa trâu dê, ta nói rằng giảng đường ấy không, chứ chẳng phải không có chúng tỳ kheo. Này đại tuệ, chẳng phải giảng đường là không có đặc tánh của nó, chẳng phải tỳ kheo là không có đặc tánh của tỳ kheo, cũng không phải những chỗ khác không có voi ngựa trâu dê. Này đại tuệ, tướng chung và tướng riêng của các pháp thì tìm cầu chúng cũng không thể được. Đây gọi là không của bỉ. Này đại tuệ, đây là 7 loại không, trong đó không của bỉ là thô nhất, ông hãy xa lìa nó. Này đại tuệ, vô sinh nghĩa là tự thể không sinh và chẳng phải không sinh. Ngoài trừ trụ nơi tam địa, đây gọi là vô sinh. Này đại tuệ, vô tự tánh theo ý nghĩa sâu xa mà nói là vô sinh. Này đại tuệ, tất cả pháp không có tự tánh, thay đổi trong từng sát na, từ trạng thái này qua trạng thái khác, cho nên gọi là không tự tánh. Thế nào là tướng không hai? Này đại tuệ, đó là ánh sáng và bóng tối, dài và ngắn, đen và trắng, là những biểu từ tương đối không độc lập với nhau. Chẳng phải ngoài sinh tử mà có niết bàn, chẳng phải ngoài niết bàn mà có sinh tử. Sinh tử và niết bàn không có tướng trái ngược nhau. Như sinh tử và niết bàn, tất cả các pháp cũng như vậy, đó gọi là tướng không hai. Này đại tuệ, không hề nỗ lực học về tướng không, tướng vô sinh, tướng vô nhị và tướng và vô tự tánh. Đức Thế Tôn nói kệ: ta tự thường nói pháp không vượt xa thường hay đoạn, sống chết như mộng huyễn, nghiệp cũng không tan hoại, hư không và niết bàn diệt độ cũng như nhau. Kỳ phàm phu phân biệt các thánh địa có không. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát đại tuệ: này đại tuệ, không không sinh, không tự tánh, không hai tướng này được tìm thấy trong lời Phật dạy của tất cả các kinh điển. Những lời Phật đã dạy đều có nghĩa lý này. Này đại tuệ, các kinh điển tùy thuận dạy theo tâm của tất cả chúng sinh, chứ không phải là sự chân thật trong ngôn từ.
ví như sóng nắng làm mê hoặc những loài cầm thú, tựa như có nước hiện hữu. Thật ra không có nước gì cả. Các kinh điển Phật dạy cũng như vậy, tùy theo sự phân biệt của phàm phu mà làm cho họ sinh hoan hỷ, chẳng phải là pháp chân thật, chỗ tánh tri chân đắc. Này đệ tử, hãy theo đúng với thật nghĩa, không nên đắm trước theo ngôn thuyết. Bồ Tát Đại Tuệ bạch Thế Tôn có nêu ra Như Lai Tạng trong các kinh điển: bản tánh thanh tịnh thường hằng, không đoạn diệt, không có sự biến đổi, đủ 32 tướng tốt ẩn trong thân thể tất cả chúng sinh, bị bao bọc bởi lớp áo đầy bụi bặm ẩn xứ giới, và bị nhơ bẩn vì bụi đất phân biệt sai lầm của tham sân si, như viên ngọc quý vô giá đặt trong chiếc áo bẩn. Ngoài đạo vẫn nói tự ngã là một kẻ sáng tạo trường cửu, có mặt khắp nơi, giật tự tại, không bị hủy gì. Thế Tôn đã dạy nghĩa của Như Lai Tạng, lẽ nào không phải cùng một thuyết với tự ngã của ngoại đạo chăng? Đức Phật nói: này Đại Tuệ, Như Lai Tạng mà ta nói không giống với ngã của hàng ngoại đạo nói. Này Đại Tuệ, Như Lai ứng chánh đẳng giác trong các cố nghĩa là tánh không thực tế, niết bàn, không sinh, không tướng, không nguyện. Nói Như Lai Tạng là để làm cho kẻ ngu bỏ được sự sợ hãi khi nghe đến lý vô ngã. Ta nói về trạng thái vô phân biệt, vô ảnh tượng, Như Lai Tạng môn để các Bồ Tát trong hiện tại hay tương lai sẽ không chấp vào tự ngã. Ví dụ một người tạo vốn từ một khối đất sét, giá nhân công cần nước, bánh xe, dây, bằng sự khéo tay tạo ra nhiều loại đồ dùng. Đức Như Lai cũng thế, trong pháp vô ngã Ngài xa lìa tất cả sự phân biệt, dùng vô số phương tiện khéo léo trí tuệ, hoặc nói về Như Lai Tạng, hoặc nói về vô ngã bằng nhiều loại danh từ, là mỗi một từ khác nhau. Này Đại Tuệ, ta nói Như Lai Tạng là để thức tỉnh những người ngoại đạo khỏi chấp vào ý niệm ngã, làm cho họ rời khỏi những kiến giải sai lầm và nhập vào ba giải thoát, chống đạt tuệ giác vô thượng. Thế nên chư Phật nói về Như Lai Tạng, nó không đồng nhất ý niệm ngã thể của ngoại đạo đã nói. Nếu muốn từ bỏ kiến giải sai lầm của ngoại đạo, thầy phải biết nghĩa của Như Lai Tạng là giáo pháp vô ngã. Đức Thế Tôn nói kệ: người là uẩn tương tục, các duyên và vi trần, kẻ sáng tạo với thượng, phân biệt bởi tâm này. Đại Bồ Tát Đại Tuệ quan sát tất cả các chúng sinh đời tương lai nên thỉnh hỏi Phật: cô xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con đầy đủ về pháp tu hành, nhờ đó mà các Đại Bồ Tát trở thành bậc đại tu hành. Đức Phật nói: này Đại Tuệ, có bốn pháp mà các Đại Bồ Tát nếu thực hành đầy đủ sẽ thành bậc đại tu hành. Bốn điều ấy là gì? Một, quán sát rõ ràng về những gì đã hiện tự tâm. Hai, liệt bỏ những ý niệm về sinh trụ diệt. Ba, thấy rõ không có pháp bên ngoài nào là tồn tại. Bốn, chuyên cần tự chứng thanh trí. Bồ Tát nào thành tựu bốn pháp này thì gọi là bậc đại tu hành. Này Đại Tuệ, thế nào là quan sát rõ ràng về những gì đã hiện tự tâm? Bồ Tát phải nhận biết rằng ba cõi này chính là cái tâm, không có ngã và những gì thuộc về ngã, không nỗ lực nào cả, không nỗ lực tạo tác, không đến và đi. Chúng huân tập giới tập khí được chất chứa từ vô thủy, bởi chấp trước sai lầm và vô vàn những sắc chất hành động danh ngôn ràng buộc chặt chẽ với nhau trong ba cõi, hiển hiện phù hợp với những ý tưởng phân biệt như bản thể, tài sản, đất đai. Đại Bồ Tát nhận biết rõ ràng về những gì do tự tâm hiện ra như vậy. Này Đại Tuệ, thế nào là lìa bỏ những ý niệm về sinh trụ diệt? Xem tất cả các pháp được sinh ra
như ảo ảnh, như giấc mộng. Tự ngã, tha nhân, cả hai đều không sinh. Chúng hiện hữu tùy theo tự tâm. Cho nên thấy vạn vật bên ngoài là không thật có. Thấy các thức không khởi và các duyên không tích tụ. Ba cõi do nhân duyên và sinh khởi bởi phân biệt. Khi quan sát như vậy, các vị sẽ thấy tất cả các pháp dù bên trong hay bên ngoài cũng đều không có thật. Biết rằng không có thực thể, sao liền kiến chấp về sự sinh? Các vị sẽ thông hiểu mọi tính chất như ảo ảnh, tức thời đạt được vô sinh pháp nhẫn. Rồi nơi địa thứ 8, các vị sẽ thể nghiệm sự chuyển biến nơi tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tánh và hai pháp vô ngã. Do đó mà đạt được cái thân do ý sinh. Bồ Tát Đại Tuệ thưa Bạch Thế Tôn, vì sao gọi là ý sinh thân? Đức Phật nói, này Đại Tuệ, ví như ý chuyển đi rất nhanh, hoàn toàn không bị trở ngại, nên gọi là ý sinh thân. Này Đại Tuệ, ví như tâm ý cách bên ngoài vô lượng trăm ngàn do tuần, người ta vẫn có thể hồi tưởng mọi vật đã từng thấy trước kia. Từng ý nghĩ, vận hành liên tục và nhanh chóng đến chỗ ấy. Không những là thân này, mà ý vượt qua cả núi non, sông hồ, tường vách mà không bị trở ngại. Ý sinh thân cũng như vậy. Như huyễn, ta muội có xuất thần thông tự tại trang nghiêm các tướng. Ý vốn thành tựu nguyện lực của chúng sinh. Cũng như ý sẽ được sinh trong các đạo lộ thánh thiện. Đó là Đại Bồ Tát vượt khỏi được kiến giải sinh trụ và diệt. Này Đại Tuệ, thế nào là thấy rõ không có pháp bên ngoài nào là tồn tại? Quán xét tất cả pháp như sóng nắng, như giấc mộng, như hoa đốm, do những chấp trước sai lầm từ vô thủy và những tập khí hư vọng xấu xa tạo thành nhân. Khi quán xét tất cả pháp như vậy, Bồ Tát sẽ mong cầu được chứng thánh trí. Này Đại Tuệ, đây là bốn pháp mà các Bồ Tát nếu thực hành đầy đủ sẽ thành bậc đại tu hành. Không phải nỗ lực tu học như vậy. Bây giờ Đại Bồ Tát Đại Tuệ là thưa thỉnh Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con biết về tướng nhân duyên của tất cả pháp. Nhờ đó mà con và các Bồ Tát khác có thể thấy rõ bản chất của nhân duyên, để thoát khỏi kiến giải giờ hữu hay vô. Chúng con không còn vọng chấp các pháp sinh từ từ hay sinh ra ngay. Đức Phật nói, này Đại Tuệ, có hai yếu tố nhân duyên sinh ra tất cả các pháp, đó là nội duyên và ngoại duyên. Ngoại duyên như dùng một khối đất sét, nước, cây, bánh xe, sợi chỉ, nhân công, tập hợp các thứ đó tạo thành một cái bình. Như cái bình được làm từ một khối đất sét, hay một mảnh vải được làm từ sợi chỉ sợi, chiếc chiếu được làm từ cỏ, mầm cây lớn lên từ hạt giống, đều hồ làm từ sữa, tất cả đều như vậy. Đây là ngoại duyên được sinh ra theo quá trình liên tục. Nội duyên thuộc vô minh, ái và nghiệp sinh ra uẩn xứ giới. Chúng sinh khởi từ nội duyên và bị người ngu phân biệt như vậy. Này Đại Tuệ, có 6 nguyên nhân. 1. Đương hữu nhân, nghĩa là khi nhân sinh ra quả thì có các sự tác động của các pháp bên trong và bên ngoài. 2. Tương thuộc nhân, nghĩa là khi các duyên tạo tác thì có sự sinh khởi của các chủng tử, các uẩn bên trong và bên ngoài. 3. Tương nhân, nghĩa là sự tạo tác tương tục, sinh ra quả tương tục. Và 4. Là năng tác nhân, nghĩa là sự tạo tác năng tăng thượng mà sinh ra quả như vô chuyển luân. 5. Hiển liệu nhân, nghĩa là khả năng phân biệt sinh khởi, nó làm hiển lộ cảnh tướng như cây đèn chiếu sáng các vật. 6. Quán đại nhân, nghĩa là khi có sự hủy diệt thì sự tương tục gián đoạn và trạng thái không vọng tưởng sinh khởi. Này Đại Tuệ, đây là kết quả của sự phân biệt từ người ngu, chẳng phải sinh khởi dần dần, cũng chẳng phải sinh ngay liền. Vì sao này Đại Tuệ? Nó sinh ngay thì không có sự khác biệt nào giữa nguyên nhân và kết quả, không có gì để xác định một nguyên nhân như vậy. Nếu sinh khởi dần dần thì không có bản thể nào liên kết nhau về điều ấy.
cũng không thể được như cho sinh con làm sao gọi là cha. Các nhà lý luận cho rằng cái được sinh ra và cái tạo sự sinh ra tác động hỗ trợ hỗ tương hệ thuộc như nhân duyên, sở duyên duyên, duyên gián duyên, tăng thượng duyên, nhân lý sinh khởi dần dần này không thể có, chỉ là những vọng tình chấp trước với nhau mà thôi là đại tuệ. Sự sinh khởi dần dần và sinh ngay đều không sinh, chỉ có tâm nên hiện ra thân tài và tài sản, tự tướng và cộng tướng bên ngoài đều không có thật tánh, ngoại trừ thức sinh khởi và tự thấy phân biệt. Này đại tuệ, nếu thế nên ông hãy đoạn trừ những ý niệm về sự dần dần và ngay liền trong sự hòa hợp của hoạt động nhân quả. Đức Thế Tôn nói kệ: không có gì sinh ra, không có gì đoạn diệt, do các nhân duyên kia phân biệt tướng sinh diệt, không ngăn thì duyên hợp, diệt như vậy rồi sinh. Chỉ tại kẻ phàm phu vọng tình sinh chấp trước, pháp có không trong duyên nên không và có sinh, tâm lẫn lộn tập khí từ đó hiện tam hữu, sau nay vốn không sinh và cũng không có gì. Quán thật sự vật hữu vi như hoa đốm hư không, rời chủ thể đối tượng, tất cả kiến mê lầm không sinh và được sinh, nhân duyên cũng không có, vì thuận theo thế tục nên nó có sinh diệt. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 2, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho 10 phương pháp giới chúng sanh được an trụ trong câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh tịnh độ, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.